đây là ốc lát hầm tiêu. Đây nồi nồi nước tiêu nè. Trong nồi này là có sả nè, có nước dừa với tiêu, bỏ miếng mỡ vô cho nó bong bóng. Trước khi hầm tiêu là mình luộc ốc trước nè. Đó, cho nó chín. Đang cho nó ra nước dơi. Mình cũng không biết ốc là bắt từ đâu cho nên phải luộc trước đang bỏ nước. Rồi khi mình luộc xong cái mình ăn như mình bỏ ở đây cho nó nóng. Chấm gì hả kì? Chấm gì này, chấm nước cơm mẻ hả? Chấm cơm mẻ hả gì? Đâu cơm mẻ đâu trời. Chưa nữa hả? Đây đây là cơm mẻ. Ồ cơm mẻ ớt. Ba cháy đợi cho nó chín cái làm một con ra như thế nào. Còn đây là món thứ hai, màu dừa. Màu dừa này là nhậu bá cháy luôn. Đây là món thứ ba, chùm chuột. Ồ. À, đây anh Hào sẽ làm trước một con, tẩm một con, thổi nha, bóc lại đi. Điện thoại tôi giỡn mà ông Hào ông đen cái nữa quay cái nó tới thui luôn trời. Đâu anh nha. À, giờ mình lễ ra phải không? Ồ nó chưa chín nữa vậy? Chín rồi. Sao nó chưa bung cái mè ra? Không. À, lễ ra. Để mình lật ngang ăn cho đứt cái đít ra đó phải không? Xay ngang đây. Rồi, thổi thổi cái ăn cái dính găng đó nha. À, chấm cơm mẻ, dít nhiều nhiều luôn coi, dít cục ớt luôn kìa. Cái gì? Học, đó có chửi trong ai trong nhà đó. Thấy chưa? Trời ơi, con ngon 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 anh Hào. Ngon. Ngon à? Rồi, cảm ơn anh Hào nhiều nha. Bây giờ mình nhậu đi chứ, không lẽ quay hoài. Đây là được gọi là món ốc hầm tiêu. Ốc lát chứ không phải bùn nè. Rồi.